Rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Lê Lực Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn những lời chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị thân mến, trong cái chuyên mục Tử Vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn những con giáp thì được liệt vào những cái danh sách kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền cùng đỉnh trong cái năm Canh Tý 2020 này. Thì đây là những cái con giáp giàu sang phú quý, giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi tiêu tiền, lương thưởng tăng đều đều, có cuộc sống ấm no sung túc trong cái năm Canh Tý. Con giáp thứ nhất đấy là tuổi Ngọ. Theo tử vi 12 con giáp thì Ngọ được liệt vào cái danh sách vàng, được quý nhân thần tài chiếu cố, bạn kiếm tiền đỉnh, tiêu tiền cũng không kém. Và trong công việc thì những cái công sức của bạn được công nhận, cấp trên trọng dụng, đưa bạn lên cái vị trí lớn và đảm nhận chức vụ mà bạn mong muốn. Có thể nói thì vận trình trong năm Canh Tý của bạn vô cùng vượng sắc, tiền có, tình cũng không thiếu, chuyện tình cảm của bạn gặp nhiều chuyển biến tốt đẹp. Người độc thân tìm được ý trung nhân, tâm đầu ý hợp, có nhiều người theo đuổi, vì vậy mà hãy chọn người thật sự tốt với mình. Thứ hai là tuổi Mùi. Mùi là con giáp giàu sang phú quý nhất trong cái năm 2020, thì mọi công sức của bạn làm đều thu về cái thành tựu đáng mong đợi. Bạn không còn sợ thiếu thốn cơm áo gạo tiền trong cái thời gian này, mà có thể tha hồ mua sắm trải nghiệm những cái điều tốt đẹp của mình. Nói chung đây là một cái năm đáng mong đợi nhất đối với những người tuổi Mùi. Công danh, tiền bạc, tình cảm đều diễn ra như bạn mong muốn. Muốn tình có tình, muốn tiền có tiền, mức lương thưởng tăng lên gấp nhiều lần so với giai đoạn trước đây. Vì vậy mà hãy tha hồ hưởng thụ, tận hưởng nhiều kỳ nghỉ tốt bên người mình yêu thương. Con giáp may mắn thứ ba nữa đấy là tuổi Thân. Thân là con giáp giàu có bậc nhất trong cái năm 2020. Việc làm ăn kinh doanh của bạn nhận được nhiều thành tựu nguồn lợi lớn. Còn những người làm công ăn lương sớm nhận được quyết định tăng lương thưởng, bạn có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn lớn với những người bạn. Nên tận dụng cơ hội này để phát triển, tìm được nguồn lợi cho mình. Và trong cái thời gian sắp tới thì bạn nên đầu tư vào nhà đất, bất động sản để làm giàu, kiếm tiền như bản thân mong muốn. Nói chung, lời khuyên cho bạn là tận dụng cơ hội tốt, đón được nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Tuy nhiên, nên khôn khéo, đừng để bản thân vướng phải cái nhiều cái chuyện không hay trong cái chuyện tiền bạc. Làm gì cũng nên chừa một cái lối đi cho mình để làm đường lui. Như vậy là trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn ba con giáp giàu sang phú quý, giỏi kiếm tiền nhưng cũng giỏi tiêu tiền, lương thưởng tăng đều đều, có cuộc sống ấm no hạnh phúc trong cái năm Canh Tý 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi. We'll be right back.